Yeah.
Thank you.
Cô giáo tiếng Anh, cô giáo tiếng Anh. Anh 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 Anh
ở dưới đó là từ chịu mời, chịu chịu mời, dụ ở tới là từ từ rồi sáu tiếng chỉ mời vào là chịu chi, em bắt từ này vào chịu chi là mời vào số chuẩn.
是英语老师，不大后面来找你干。俺不是英语老师，那不大后面来找你干。嗯，那俺是英语老师，走走，你看嘞，到开房间。
5 đó là cái bản tổng hợp phiên âm tiếng Trung phổ thông. Bản tổng hợp phiên âm tiếng Trung phổ thông là trang số 45 nhé. Tất cả bộ cái những cái gì mà người ta người Trung Quốc người ta nói là nó là tiếng Trung phổ thông thì nó cái phiên âm của nó kèm theo bốn tiết điệu và thêm nhẹ nữa thì nó đều là có trong cái bản phiên âm này. Thế chúng ta hoàn học tiếng Trung phổ thông cũng giống như là người Việt Nam ấy, cũng có một thứ tiếng ngôn ngữ chính nhất là tiếng Việt thôi. Tiếng chuẩn thì những người các tỉnh khác đều học tiếng Trung tiếng chuẩn. Ở Việt Nam cũng thế, ở Trung Quốc cũng học thế. Rồi chúng ta đi sang tiếp theo là số 6. Bây giờ chúng ta học xong hết toàn bộ là cái phát âm tiếng Trung phổ thông. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi sang bài số 6 là gì? Là trong 48. Là chúng ta sẽ bắt đầu học nhiều từ hơn và học theo các chủ đề nó rõ hơn. Và số 6 và 148 chúng ta sẽ đi đến đầu tiên đó là từ chiều quận là định sinh học và từ chiều quận đó. Trong đó từ quận là từ hỏi chiều đã học rồi và quận là học và các tên báo tên này bằng chiều quận là sinh học chiều quận sinh học. Ví dụ này xin hỏi các chú cô ta là em là bạn xin hỏi cô ta là giáo viên của không chưa nó không ra thì ấn nút này nút tam giác
sang bên tay phải nó sẽ hiện lên cho lựa chọn. Đấy, ấn sang sang bên tay phải, sang bên mũi tên thì sang bên tay phải đấy. Còn cái mũi tên nó có sang trái sang phải sang phải chấn sự chính xuyến chấn sự chính xuyến chấn sự chính xuyến chấn sự chính xuyến được chưa? Em thừa chữ xin rồi, em gọi là xin à, em đã gọi là trần sự xin xuyên trần tình nguyện là tên em đấy, em đi mà sau này người ta hỏi em trả lời là tên em là trần sự xin xuyên được chưa? Rồi mà như thế này trần sự xin xuyên ví dụ người ta hỏi là gì à, bạn học gì, nghỉ xin sống lắm đúng không? Thì em sẽ trả lời là của xin trần học trần của xin trần học trần cái này ở dưới từ kêu là gọi kêu tên là gọi kêu tên là và từ số năm là mình tự chúng ta sẽ có nhỉ mình tự là tên gọi ví dụ tên của ta là gì thì sẽ là à, chúng ta chọn từ cái gì đó từ số 12 149 nên sang 149 từ số 12 đó là từ sở mất là cái gì nhớ ví dụ này tên của ta là gì nghe nói là tên của ta là gì ta nghĩ tự nó có từ tên từ số 5 là từ mình tự Tha mình chỉ sử dụng vật. Tha mình chỉ sử dụng vật là tên của ta là gì? Đúng không ạ? Tha mình chỉ sử dụng vật. Tên của ta là gì? Tha mình chỉ sử dụng vật. Tha mình chỉ sử dụng vật. Tên của ta là gì? Đúng không ạ? Tha mình chỉ sử dụng vật. Tên của ta là gì? Đúng không ạ? Tha mình chỉ sử dụng vật. Tên của ta là gì? Tha mình chỉ sử dụng vật. Tên của ta là gì? Tha mình chỉ sử dụng vật. Thế này ở giữa từ nào trong cái nào phải từ số 7 từ của phải nước ra của và từ số 8 từ vấn chúng ta ghép lại ba từ đó là gì là của tớ ra người tớ là nào của đấy người thế nào đấy, anh nói từ đây không là của lần người tớ là anh nói đi nào của lần Việt Nam, anh đi vào. Việt Nam, ra đảo của anh nghe cái tên là Việt Nam.
trang 49 có tên tiếng Trung của là tiếng Trung Quốc. Trung Quốc. Giúp em nói lại. Cô ta là người Trung Quốc. Em nói cô ta, cô ta là người Trung Quốc. Hãy subscribe.
xoáy là an là ai? Ok, bây giờ là xin hỏi bạn là ai? Trả lời là
师是英语老师，说的对了，小弟弟，我的老师是英语老师，对，然后你猜，我的老师是英语老师，对。然后呢，那第二啊，就那不这个了，就两个，那第二，你说可能了，新老。请问那是谁？哎，我的，就那在老板办事，年纪大，然后不长。请问那是谁？经常进来，这个进来的，我都问。请问那是谁？经常进来。
thời tiết này. Đây là thời tiết. Nghỉ chào sớm ở nghỉ chân. Bạn em tên là gì em? Em tên là gì? Em trả lời. Chào Chào gì? Chào em là thôi. Em tên gì em biết là? Thank you.
Em làm tạp chí này của cô sở ạ? À, đúng rồi, em sẽ đến làm. Đây là tạp chí tiếng Anh của cô là em không? Nice.
那是什么杂志? 那是什么杂志? 那是英文杂志? 那是英文杂志? 那是谁的杂志? 那是谁的杂志? 那是我朋友的杂志? 那是我朋友的杂志? 是的，那是我朋友的杂志。 好，差不多了，开始操作。
去吃饭。那之前都已经谈个聊完了。今天中午我去吃饭，吃午餐。现在，就在一把第一个我看的，还是他，就在一把第一个。今天中午你去哪吃饭？哪一个班？哪个班到房间去购买早餐了？对。今天中午你去哪吃饭？就在一把第一个。今天中午你去哪吃饭？那就在一把第一个。今天中午你去哪吃饭？就在哪地方吃，对吧？今天中午你去哪吃饭？就在哪地方吃。今天中午你去哪吃饭？就在哪地方吃。
现在打我一人的今天中午你要去哪吃饭今天中午你要去哪吃饭啊现在把我一刀砍割好可以今天中午你要去哪吃饭现在把我一刀砍割好今天中午你要去哪吃饭现在把我一刀割好可以
安的是安泰，你要吃几个？你要吃几个？来，把某安没来，你要吃几个？把某安没来，你要吃几个？把某安。你要吃几个？几个？我。吃三碗米饭，姐姐，我要吃三碗米饭。Thank you.
个电影。Bạn muốn cho tôi, anh có bài đi.
这些呢是平台，这些呢是平台，这些平台，对不对？信号呢，您给那垃圾，那个，信号，您给那垃圾。请问，这些是什么？哪个吧？请问这些什么？请问，这些是什么？啊，信号，您给那垃圾。请问这些是什么？啊，是吧？就给他搞定。请问这些是什么？哪些道？您跟哪些？这是什么东西？哪些？哪些？对的。OK， 第二个就是伊斯兰穆索。
Hiện tượng em có hai hình tô không? Hình tô đấy. Hình tô à? Đó là gì? Phao biến miệng. Hình tô. Phao biến miệng là gì? Liền hình tô. Cái này em ít thôi, là nhiều. Phải ăn nhiều là sẽ tăng cân đấy. Phao biến miệng là gì? Tự lợn đấy. Phao biến là tự lợn mà. Tự tiện. Phao biến miệng là gì? Liền. Phao biến miệng. Anh thì ít em thì là anh phải ăn miến thôi. Hoặc là anh ăn mì Hàn Quốc. Mì Việt Nam anh sợ nó rắn nhiều cho mỡ. Phát cái miệng lại thì là liền mà miệng. Đấy, và chúng ta sẽ cho cái từ vựng nhé. Bài số 7. Hôm nay em học cũng khá nhiều đấy. Tức là chúng ta sẽ đọc từ vựng này. Cái từ vựng số 7 này. Học này. Chú ngủ. Chú ngủ. Chứ. Sư. Phát. Phát. Sư phán. Sư phán. Bán thâu. Bán thâu. Mì phát. Mì phát. Mì. Mì. Gạo. Gạo. Cửa. Cửa. Rồi cái này. Quả. Quả. Chí tạng. Chí tạng. Chí. Chí. Tạng. Tạng. Hàng. Hàng. Ký chiều. Ký chiều. 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 Chưa xiên. Chưa xưa. Xiên. Xiên. Chưa xiên. Xiên là ký em. Ký em. Chưa xiên. Chưa xiên. Chưa. Chưa xưa. Chưa xiên. Xiên. Và người ta xiên. Ký xiên. Ký xiên. Ký xiên. Nà xiên. Nà xiên. Chào xiên. Bao giờ? Bao giờ? Điện đó. Điện đó. Rồi, ok. Mà chúng ta cũng rồi nhé. Bây giờ mình đã cũng rồi đấy. Tập điện đó. Ok, thế này. Nhi chỉ quan chứ phan biên điện lắm. Nhi chỉ quan chứ phan biên điện lắm. Em sẽ trả lời ra. Em thích ăn mì ăn điện lắm. Nhi chỉ quan chứ phan biên điện lắm. Quả. Quả gì? Cái gì đấy là mì? Phan biên điện là phan biên điện. Mì ăn điện. Quả. Một cái gì quan chứ phát biến miệng là tôi rất thích ăn miệng miệng liền anh có bạn đi của cái gì quan chứ phát biến miệng là tôi rất thích ăn miệng liền có bạn của cái gì quan chứ phát biến miệng là tôi rất thích ăn miệng liền anh có bạn của cái gì quan chứ phát biến miệng là anh đi từ màn hình đấy là tôi rất thích ăn miệng liền của cái gì quan chứ phát biến miệng là tôi rất thích ăn miệng liền là của anh sẽ chứ phát biến miệng là tôi rất thích ăn miệng liền. Của anh sẽ chứ
chi tiêu một tạ tôi sẽ làm bằng cơ chế vật đó, nói chung cho tôi của chúng ta làm bài học chúng ta thế là vừa này thế là vừa hợp lý rồi, thế là không nhiều không ít, thế là bình thường. Em học chậm mà. Nếu mà nhiều quá thì anh sợ em lại không tiêu hóa hết được. Số tổ là cả nước.
5 phần này nhà 2 phòng tháng 4 và 2 phần 5 từ sáng các sáng là từ 9 giờ đến 10 giờ và các tối là từ 6 giờ đến 8 giờ. Ok, chào các bạn. Thank you.